Tin quốc tế, một vụ sập đường hầm đã xảy ra vào sáng ngày hôm nay tại bang Uttarakhand phía Bắc Ấn Độ, khiến ít nhất 40 công nhân bị mắc kẹt. Công tác cứu hộ đang được triển khai khẩn trương nhằm giải cứu những công nhân này. Vụ việc xảy ra khi hai tốp công nhân xây dựng đang đổi ca. Đoạn đường hầm bị sập có chiều dài khoảng 200 mét. Theo cơ quan chức năng địa phương, có khoảng 40-41 công nhân bị mắc kẹt ở bên trong. Khí oxy đang được chuyển vào cho những người này. Tuy nhiên, đất đá, bê tông vẫn tiếp tục đổ xuống trong lúc lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ. Cảnh sát bày tỏ lạc quan có thể đưa các công nhân ra ngoài một cách an toàn. Tuy nhiên, họ chưa dám chắc quá trình này sẽ kéo dài bao lâu. Việc xây dựng đường hầm này nằm trong dự án đường bộ Chardam của chính phủ Ấn Độ nhằm cải thiện kết nối tới các đền thờ Hindu lớn nhất của cả nước, cũng như khu vực biên giới với Trung Quốc.